Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Một nam thanh niên bị trói và đánh đến mức tử vong ngay tại gara ô tô. Vụ việc đã khiến cho nhiều người không khỏi xôn xao. Được biết, lực lượng cơ quan chức năng đang tiến hành vào cuộc điều tra và sẽ ra quyết định bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ việc trên. Để hiểu rõ hơn về chi tiết, mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Liên quan đến vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong tại nhà kho gara ô tô Thành Nam, thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Công an huyện đã ra lệnh bắt và tạm giữ hình sự 5 đối tượng liên quan. Trước đó, vào trưa ngày 29 tháng 8, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo từ Công an xã Hà Hồi về việc phát hiện một người tử vong tại khu vực nhà kho của gara ô tô Thành Nam. Nạn nhân chết trong tư thế bị trói, cơ thể có dấu hiệu ngoại lực tác động. Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định danh tính của người đàn ông tử vong là Nguyễn Thành Tâm, sinh năm 1985, trú tại xã Hà Hồi. Nạn nhân bị hành hung và bị bịt miệng dẫn đến tử vong do ngạt khí. Tập trung điều tra, cơ quan công an làm rõ 5 người liên quan đến cái chết của anh Tâm gồm Nguyễn Trọng Nam, sinh năm 1986, Phạm Văn Thái, sinh năm 1998, Đỗ Hòa, sinh năm 1995, Tào Văn Trường, sinh năm 1999 và Hoàng Văn Tuyến, sinh năm 1998, đều tạm trú tại xã Hà Hồi. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, khoảng 10 giờ ngày 29 tháng 8, họ phát hiện thấy Nguyễn Thành Tâm đột nhập vào kho hàng của gara ô tô Thành Nam của Nguyễn Trọng Nam có ý đồ trộm cắp. Nhóm đã hè nhau khống chế, đánh và lấy dẻ bịt miệng nạn nhân. Chịu trận đòn hội đồng và bị ngạt thở, nạn nhân đã tử vong. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan công an huyện Thường Tín đã ra lệnh bắt và tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về các tội danh cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật. Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trao đổi với phóng viên về vụ việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh Hà Nội cho hay, quy định của pháp luật đối với người đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm mà bị phát hiện hoặc bị đuổi bắt thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người bị bắt đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Các cơ quan này lập biên bản tiếp nhận và giải ngay người bị bắt hoặc báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Bên cạnh đó, Điều 19 Hiến pháp năm 2013 quy định, mọi người có quyền sống, tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật, tính mạng con người là điều cao quý nhất của cuộc sống. Mọi hành vi tước đoạt quyền được sống của người khác đều bị pháp luật xử lý nghiêm. Như vậy, có thể thấy, pháp luật đã nghiêm cấm người dân sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn trừ những trường hợp phòng vệ chính đáng hoặc tình thế cấp thiết được quy định tại Điều 22 và Điều 23 Bộ Luật Hình sự. Theo luật sư, trong vụ việc này, những người phát hiện đối tượng có hành vi đột nhập nhà kho, trộm cắp tài sản thì có quyền bắt giữ và thông báo hoặc áp giải ngay đến cơ quan công an. Tuy nhiên, do bức xúc, thiếu kiềm chế, nên nhóm 5 người đã sử dụng vũ lực đánh chết đối tượng trộm cắp, lại trở thành hành vi phạm tội. Xét hành vi của những người dân đã sử dụng vũ lực ngoài những trường hợp cho phép theo quy định của pháp luật, xâm phạm đến tính mạng người khác đã có dấu hiệu phạm tội giết người. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự. Các đối tượng phạm tội có thể bị xử phạt từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình tùy theo mức độ vi phạm. Ngoài ra, khi xét xử, những người tham gia đánh chết nạn nhân có thể sẽ được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt do người bị hại có lỗi một phần là nguyên nhân dẫn tới hành vi phạm tội giết người. Luật sư nói thêm, vì Công an huyện Thường Tín bắt và tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên để điều tra về các tội danh cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, căn cứ theo các kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an huyện, khi chuyển hồ sơ vụ án, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra. Có thể thay đổi tội danh, theo đó các mức hình phạt sẽ thay đổi. Nguyên nhân xảy ra tội phạm giết người, cố ý gây thương tích chủ yếu là do sử dụng rượu bia, có lời nói qua lại với nhau gây mâu thuẫn, không kiềm chế được bản thân, sau đó sử dụng hung khí đâm đánh dẫn đến tử vong. Hoặc do đã có mâu thuẫn ngấm ngầm từ trước như bất đồng quan điểm trong đời sống thường ngày, nghi ngờ, ghen tuông lẫn nhau. Bên cạnh đó là do nhận thức pháp luật của nhiều người dân, nhất là ở vùng nông thôn còn nhiều hạn chế, không suy nghĩ đến hậu quả, tác hại xảy ra. Trong ứng xử không tôn trọng lẫn nhau, thiếu kính trên nhường dưới, sự suy giảm về đạo đức, lối sống trong các mối quan hệ.
công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội trong phòng ngừa tội phạm còn hạn chế, chưa thống nhất, mặc dù giữa công an, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên đều có chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp liên ngành, liên tịch để phòng ngừa công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Nhưng thực tế, ở một số tổ chức đoàn thể chính trị ở cấp cơ sở chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm, xem đây là trách nhiệm của công an. Công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở còn hạn chế, chưa kịp thời phát hiện và giải quyết mâu thuẫn trong nhân dân ngay từ khi mới phát sinh, làm cho mâu thuẫn bức xúc kéo dài. Công tác quản lý giáo dục giúp đỡ tại xã, phường, thị trấn, các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng chưa đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng củng cố nâng cao chất lượng công an xã, ban chuyên trách, ban bảo vệ dân phố, đội dân phòng, tổ nhân dân tự quản được cấp ủy chính quyền quan tâm, thực hiện tốt, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tuy nhiên, chế độ phụ cấp chưa có hoặc có rất thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phát động phong trào phòng ngừa tội phạm giết người, do nguyên nhân xã hội và tội phạm cố ý gây thương tích. Công tác thi đua khen thưởng chưa kịp thời đối với các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhất là nhân dân trực tiếp tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Niềm tin của nhân dân vào sức mạnh của chính quyền và vai trò nòng cốt của lực lượng công an có nơi giảm sút. Cần đẩy mạnh công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại thực trạng chất lượng hoạt động của các mô hình để có kế hoạch xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình, phát huy tác dụng tốt, nâng cao chất lượng hoạt động của mô hình trung bình, loại bỏ mô hình hoạt động kém, đồng thời nghiên cứu phát triển mô hình mới phù hợp, tập trung theo hướng mô hình phòng chống tội phạm gắn kết, phát triển với các cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, đặc biệt chú trọng phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình ấp, khu phố, xã phường, thị trấn và cơ quan doanh nghiệp, nhà trường, an toàn về an ninh trật tự, mô hình ấp, khu phố, xã phường, thị trấn không có trẻ em làm trái pháp luật, không có tệ nạn ma túy. Trong đó tập trung phối hợp hướng dẫn công an và đoàn viên, hội viên, các cơ sở chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, giáo dục phòng ngừa tội phạm, phát hiện tố giác tội phạm, giáo dục giúp đỡ cảm hóa người vi phạm pháp luật, tái hòa nhập cộng đồng. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Kịp thời khen thưởng động viên những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc, quan tâm thực hiện các chính sách xã hội, hỗ trợ những cá nhân đạt thành tích tham gia phong trào toàn dân, bảo vệ an ninh tổ quốc khi bị thương, hy sinh hoặc bị thiệt hại về tài sản khi tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Trong trường hợp phạm tội cố ý gây thương tích, người phạm tội chỉ mong muốn hoặc bỏ mặc cho hậu quả gây thương tích xảy ra. Còn trường hợp phạm tội giết người chưa đạt là người phạm tội mong muốn hậu quả xảy ra, hậu quả chết người không xảy ra là ngoài ý muốn của họ. Trường hợp người phạm tội nhận thức được hành vi của mình có khả năng làm chết người mà vẫn có ý thức bỏ mặc cho hậu quả xảy ra, muốn sao cũng được. Nếu hậu quả là gây thương tích thì định tội cố ý gây thương tích. Nếu hậu quả là chết người thì người phạm tội phạm vào tội giết người. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.